được khi già mình được cái gọi là mua cuộn đấy chứ. Hả? Cuộn nó cũng mấy, mười năm ra mười cuộn thôi, duy nhất mười cuộn đó. Mua nó vậy thì... Hả? À, tạp chí khoa học Sài Gòn, thầy nó do Hội Nghiên cứu Văn học Việt Nam. Hôm nay nhiều lĩnh vực về văn học, về Phật giáo, thiên, trong đó tôi có việc bài hôm nay. Mà đây, tác phẩm bình chọn trong năm á, cái tựa đề của nó là bình luận văn học. Rồi là văn học Phật giáo, tác phẩm hai cần nữa, các giáo sư Đông Anh văn miền trong cần nữa. Hả? Lập, lập nên mua. Muốn vì họ in hàng trẻ rất ít, họ hỏi hoài chơi bên mình mê bên đợt mà tắm tết với mẹ vì về cả rồi. Đến năm 2016, mỗi năm á, mỗi năm là cuối năm họ ra tổng kết tuyển chọn Hội Nghiên cứu Văn học Việt Nam, họ chọn một bài hay nhất về cả quan điểm về nhân văn, về thiên học, về Phật học. Cuộn 80.000 ha, 80.000 lập á, lập được ha, á lập á á chưa đi mua sách của bờ nên có lập. Ví dụ chúng ta có tìm hiểu tạo phẩm thám đôi hiện quyền là tư tưởng thiên học của đời lý đó, Nga Viễn Chiêu. Tư tưởng đời lý mình chuẩn bị học đó là có Nga, chúng ta có Nga Viễn Chiêu. Mà ngày nay tôi đang mở cho nên tôi đâu đưa mày. Khái niệm tâm trong văn học của thầy Thích Hành Tề. Đưa khái niệm tâm lên trong văn chương. Bởi vì cái này nó liên hệ tư tưởng bởi vì hết á. Để à, để tôi đưa số điện thoại bởi vì liên hệ. Mà họ ý ngừng ngang của ông thơ mà tất cả mua là học được nhiều môn. Nhưng mà chắc là môn này liên hệ đến trừ đến vắng. Nói chung là toàn tên tuổi chắc. À, thầy Bậc Đạt giới thiệu, mà có thầy Bậc Đạt thôi. Hai cũng là giả cho nước khống chế. Cũng phải vì cái tạp chí này á, là một số là rất mỏng 20.000 thôi. Như bây giờ in lên những bài quán năm hàng tấm bài mà tuyển chọn ở đây. Chạc bài, số lượng dài đây mà lấy 80, nhưng mà nước bắt in 20 thôi. Đời đổi phó cho nước thôi. Nhưng mà thắc mắc cái chuyện sách nó đắt. Đó là 20.000 được. 20.000 là một cái tạp chí đại học Sài Gòn. Thanh ủy nó báo kê một cuộn trai tờ 20.000. Hiểu không? Còn khi bạn á, bị mình ý nên dài dài, rồi nghiên cứu văn học á, mượn cái cơ sở này để hợp pháp ít. Nó thanh lên con nhã con rè, phải vui vui sợ Nga, mình ý Nga cuộn thôi. Đấy là công trình những bài nghiên cứu trong năm 2016 hai chức. Nó tuyển chọn về lại. Chẳng là bài nào còn dài hay không? Đóng cái nhìn mà. Tại vì á, để mà xin một giải pháp, xin một giải pháp á, mà mở những quan điểm mới á, thì thẩm định rất lâu. Còn anh không muốn chỗ tạp chỉ là cứ một nắm ẩn bàn mấy số đó.
là sản án canh duyệt nữa. Những bài này, những bài đồng ngập mấy nó có những vấn đề. Hai, để mà nhớ in một cuốn sách á, thì là cơ quan thẩm định được khá. Mà người không pháp lý bên này nó in. Bên này in là phải phân hại dụng. Ai thắc mắc dù này là chính đáng như vậy khác. Nhưng mà tôi đọc rồi, nó liên hệ nhiều lĩnh vực là mấy vì cũng diễn ván, diễn triệt đúng nên không có. Sự không có và đọc. Thế mấy vì cái tâm hấm ba cái dạng không thì hẳn đủ lắm. Kiến thức nên nó mấy vì phải tăng. Mà cái lớp này đi học không phải lấy bằng. Mục tiêu lớp này đi học không phải lấy bằng. Mục tiêu học là để hiểu Phật Pháp và chính. Bằng là thứ để yêu. Nên mình sẵn rõ ha, rõ. Bằng có thì quan trọng nghệ tối thiểu mình về hiểu. Cái cảnh này mà ra mà học cái này ra để mà thu hoạch tiền bạc lại thì không bỏ ra được ha. Nên về hiểu rồi như thế. Trong năm 10 hồi tôi rồi, tôi nói lớp chưa đi học. Lớp chưa đi học, mà chờ. Đi học xúc nhiều trường, chúng tôi năm trong 13 chấp hành hội nghiên cứu văn học đây này. 13 người cần nước. Rồi họ tôi nói để cho bên trường Phật học ít. Mấy vị đừng có tiết 80 đó tinh hoa sách tổng hợp đọc một bài mấy giáo sư Đông Anh này phía thì chất lượng cao vì tinh hoa cần nước còn 2, 60, 70, 80 chấm này cả do tôi nhỏ nhất á mẹ hàng năm á nên việc một bài đăng trong này nhiều khi mất cả 5 lần thế mày bị lên một từ để toàn công trình có giá trị mới về mặt đăng việc một bài vậy nhiều khi mất cả 5 lần 3 tháng, 8 tháng mới xong được một bài. Mà tiền dùng bút đến bao nhiêu hết 1-2 triệu nó cao tay. Nhưng mà suy tư một vấn đề vô khi núi cả năm mà nhầm việc. Chỉ nên nó đăng, hội nghiên cứu này nó đăng những bài công trình mới thôi. Bài gì mà mặc dù mời viết nhưng mà đẹp ơi, nội dung có chi mới. Người ta được chọn. Cho nên bên những bài văn, những bài công trình khoa học vắng vì sự vì tiếc có giá trị đồng gặp mới quan điểm mới cho nên là nói chuyện mà tiên bà thú phật ơi thằng trẻ lâm viên nói rồi trừ nghiệp không đua về khắp thơ là đều việc đồng gặp thâm tiếp tục ha ra chơi mày vì đăng ký không phải ngang đâu được quên. Rồi, và như vậy á, trần cảnh lên ngôi và mở ra mục tiêu đài mới. Như vậy hai buổi đầu nay vì nào vẫn đi học là mất kiến thức nên về cái môn này mà chơi cho đến 10 giờ tôi nói đến thấu hiện đại luôn là kiến thức nên về tư tưởng quá trình phát triển tư tưởng ha. Và chơi rất là hiện đại tranh truyền qua lên viện luôn mà vô hiện đại luôn à buổi đầu này mà không nghe kỹ á là khó hiểu lắm để khi vô chi tiết á trần cảnh lên ngôi vào năm 1225 lấy hiệu là Trần Thái Tông mở đầu cho vương triều họ Trần. Họ Trần tiếp tục củng cố những nền tảng của nhà Lý
và phát triển mạnh mẽ hơn nữa, và quyết tâm thực thi cái cương lĩnh đó là xây dựng quốc gia Đại Việt độc lập, tự chủ trên nhiều phương diện, từ kinh tế, chính trị, văn hóa và tín ngưỡng tâm linh. Nha Lý đã làm tất cả để xây dựng quốc gia Đại Việt thuần tư nhất trong lịch sử gần 200 năm, và Nha Trần quyết tâm để xây dựng Đại Việt hùng cường hướng thẳng hơn nữa. Và quả thật Nha Trần đã đạt đến đỉnh cao nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam, một cường quốc 3 lần đánh tan quân Nguyên Mông, đế chế Nguyên Mông là bình định cả châu Âu châu Á, nhưng mà Việt Nam đã bị thất bại. Người ta nói ra nguyên nhân mà đi đến sự thắng lợi hoàn toàn đó cũng chủ yếu là trên dưới đồng lòng. Vâng, trên dưới đồng lòng. Phật giáo đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Ví dụ như chúng ta đọc sử bên ngoài, chúng ta biết cái bài Hiệp Tướng Sĩ, lời kêu gọi binh lính tham gia chống quân Nguyên. Để chúng ta thấy ai biết bài đó? Đang đào lúc này mà nói lại thằng Kiệt nữa. Nói vậy nữa là nói vậy là lâu mà nói là chỉ bị 10 điểm nào điểm thôi hết. Lắng lòng về với kiến thức này nhờ là thứ hai cho điểm rất rõ lắm. Xa chi không sai nè. Ông việc là bài tiếng sĩ là lấy từ ấm hưởng của tính thần Phật giáo. Tính thần Phật giáo là tính thần cộng đồng, tính thần chia sẻ, tính thần đoàn kết, tính thần thương yêu. Ta thương tại bữa quên nàng hoa, nửa đêm vỗ vội ruột đảo dưới cắt, nước mắt đầm đìa, vân vân. Thế ông nói cái nỗi lo của ông, cái hy sinh của ông, nhưng rồi cái hay của ông nó đánh vào cái tâm lý. Tâm lý mà tâm lý đó là tâm lý gì? Người Việt truyền thống mình ai cũng là gì, hướng tâm đến Phật pháp, và ai cũng hướng tâm đến tổ tiên ông bà cha mẹ. Mà tổ tiên ông bà cha mẹ của người Việt mình đều được quy hướng vào trong cả ngôi chùa, thờ từ trong cả ngôi chùa. Cho nên á, mất nước là mất chùa chiền, mất lư hương bạc nhang, thờ cha thờ mẹ trong chùa. Cho nên mẹ bị để ý thôi. Về mặt tư tưởng này là sức quan trọng, phải không? Bởi vì nếu nhặt Nguyên Mông sang đây, sao nữa? Không chỉ nha, cửa mất nhà ta, mà cả lư hương bạc nước, lư hương bạc nước, thơ từ đông các chùa cũng bị mất đi. Đó. Mà chúng ta thấy cái răm tầng tư hay là tế Phật Đạt, tại cụm Phật rồi ai tại cụm lính này mà cũng. Và cái tinh thần á, mà thờ từ đúng chùa về mặt tâm linh á, ngày nay là còn lại cao hơn nữa. Thời hiện đại cũng được vì đất vào đâu cho trốn nữa, chứ thiếu đâu cái cột của chùa hết, đúng không? Cho nên là chùa chiền thứ hai tổ tiên, chùa chiền rất nát. Thì tổ tiên của mẹ ông bị rất nát. Cho nên là chúng ta thấy nhiều dân tộc
với đạo pháp nó kết nối. Đã kết nối vô cuộc cũng là con người, là nhân vật trong trung tâm. À, con cháu hiện tiên là kết nối ông ba, kết nối Phật Pháp. Bọc lọc của các ông bị, không những bọc lọc của các ông bị mất đi, mà tổ tiên của các ông ba của các mì cũng bị mất sạch. Vâng vâng. Nhưng mà điểm đáng nhớ nhất á, là sự kiện Hải Tâm, mà sự kiện liên hệ Phật giáo, tứ tượng Phật giáo, sự kiện vua Trần Thái Tông được Tân Thủ Đồ ép buộc lấy chị dâu của mình là vợ Trần Liệu đang mang thai 3 tháng. Sau khi giảng Lý Chiêu Hoa trở thành thứ dân và đưa ra khỏi triều hoàng cung, thì Trần Thủ Đồ làm điều đó khi đất nước mới khai mở triều đại nhà Trần. Trần Thủ Đồ đóng vai trò thừa tướng sắp đặt trong cuộc đời Trần Thái Tông 8 tuổi vào cung để vui chơi với là Lý Chiêu Hoa, sau đó trở thành người chồng, rồi truyền trao ngai vàng, trở thành vị vua đứng đầu tiên, là sự kiện thứ 2 trong cuộc đời ông nổi bật. 8 tuổi được vào cung, 16 tuổi được lấy vua, lấy hoàng hậu. Lý Chiêu Hoa được trở thành vị đế chế. Sự kiện thứ 3 là sau đó 3 tháng, Trần Thủ Đồ đóng vai trò là thái sư, đã đưa làm một cuộc cách mạng lớn nữa, là muốn bảo đảm thể chế nhà Trần, hiểu không? Cho nên là phải xóa sạch nhà Lý, còn để vai trò Lý Chiêu Hoàng làm hoàng hậu nữa thì tâm quyền lực cùng trong vai trò hoàng hậu cũng rất là lớn. Cho nên phải dỗ cỏ tận gốc, Trần Thủ Đồ đưa Lý Chiêu Hoàng ra khỏi cung, giả xuống thành thứ dân, còn quán là triều đại nha Lý. Trần Thủ Đồ chùa Trấn Giáo và cùng chống sẵn và cả trong sự ghi chống sẵn và lập đàn công siêu hết luôn, và họ lý chuyển qua cả họ khác như con sọt lại. Cho nên này, cái tái đàn chẳng thể tài chua Trấn Giáo đó là rất là sau này được trở thành Trần Thủ Đồ mời không đi cũng chưa chết. Trấn Giáo hồi xưa tôi cũng quên, nhưng mà mai về chùa Trấn Giáo ở ngoài Bắc. Thì sao sự kiện bị ép gà tới chị dâu luôn, mình nói về mặt lịch sử, về mặt lương tâm thì hơi khó chịu, nhưng về mặt mà sẽ công bằng một chút về mặt thể chế chính trị thì nhà Lý, nhà Trăng, Trần Thủ Đồ đến đảm bảo hệ thống chính trị, đảm bảo gia đình thì mình có thể đồ lượng cho ông, và công trình ông năm gái niệm mật để mà hoàn truyền từ nhà Lý sang nhà Trăng là công lao hệ sức rất là hiệu quả. Cho nên là chi chế độ phong kiến á, trên là vua mà dưới là hoàng hậu đó, thì ông đã làm cuộc cách mạng như vậy, cho nên ông muốn về xe độ, phải không? Trong hôn nhân
thì ông vừa vô hôn nhân trịnh tiền muốn lập ra được Nha Trang, thì ông đó là điên, ông là thầy cũng điên mà ra chứ. Tại vì cho nên chỉ còn Nha Trang duy nhất trong lịch sử Việt Nam họ Trang lệ họ Trang làm điều lạ lùng nè, không cho họ khác lại. Và một chế độ thứ hai trong lịch sử phong kiến Việt Nam đó là Thái Thượng Hoàng. Vua nào cũng lên làm hoàng đế 10 năm, 20 năm, thời gian ổn định rồi. Cho tự mình lên làm Thái Thượng Hoàng và giao lại cho con làm vua hoàng đế. Nhưng mà chế độ Nha Trang không phải là hoàng đế là có quyền lực. Quyền lực nằm thực chất ở Thái Thượng Hoàng. Và thằng con chỉ làm hoàng đế trong vai trò là thực thí thôi. Còn mọi sự sắp đạt hướng dẫn là bước đầu là nằm trong tay Thái Thượng Hoàng. Cho nên về sau khi Trần Thánh Tông lên ngôi hoàng đế rồi, Trần Nhân Tông làm vua thời gian, ông cũng tư già, ông vào núi Yên Tử tu hành đầu đà 12 năm rồi trở thành tổ Thiên Hóa Trúc Lâm. Nhưng mà vai trò Thái Thượng Hoàng ông vẫn còn, ông đưa mà Trần Ánh Tông lên ngôi, nhưng mà ông ngoại tắt bình thường này. Thì sự kiện mà từ Yên Tử đi ra Thăng Long thấy buổi chiều đại yên tiệc sái me mệt, đêm hôm đó là ông đã phản câu được rồi. Cái chuyện là kể gia dâm để kịp khắc. Thì Trần Ánh Thái Tông vị vua đầu tiên sau sự kiện bị ép gà lấy chị dâu đang mang thai 3 tháng vợ Trần Liệu. Trần Liệu bây giờ là đô đốc nằm bên hải quân, nghe tin vậy quay về Thăng Long phạt Trần Thủ Đồ mà hạ lệnh là chém ngang Trần Liệu. Nhưng mà Tông đã ôm chân Trần Thủ Đồ trong bức cương vì lắm, đã ôm chân Trần Thủ Đồ xin phép tha. Thả bữa sau đài đi đưa ra biệt sự khỏi kinh thành. Trong khi đó, đêm hôm đó Trần Thái Tông buồn nghỉ mình cả như thế. Vì cả cuộc đời mình từ nhỏ khi 8 tuổi mà đến khi mình trở thành vị hoàng đế rồi, bao giờ cũng bị lệ thuộc hết. Cho nên là không muốn làm vua nữa mà chỉ mong cầu làm Phật mà thôi. Thì ý tưởng nó khởi lên á, thì ông nhớ mình có một người bạn, đó là quốc sư Viên Chứng tu trụ trì ở chùa Trúc Lâm. Và đêm hôm đó ông bị mật về thành một cung một con ngựa, vì thêm một người thị giả đi. Nhưng mà Trần Thủ Đồ làm vị thống soái có mật thám khắp nơi, cho nên là cũng bị lộ ngay. Trần Thủ Đồ mà cử một đoàn người đuốc cầm đuốc lên núi Yên Tử trực sẵn. Trong cái đó mà vì đọc sự cuốn Thiên Tấm Chỉ Nam là Kim Chỉ Nam Hành Thiên mà Trần Thái Tông viết là tương thuộc lại cuộc hành trình từ thành Thăng Long mà lên núi Yên Tử của vua Trần Thái Tông, đi suốt đêm mưa gió lạnh lẽo gai góc không dám cầm được, đi mò mẫm sợ Trần Thủ Đồ phát hiện
rất là tội. Thầy đọc rất là đọc người tài nước mắt. Từ ông bua đi không cầm được đi không giảm sờ lồ âm thầm đi mưa gió lạnh đến đêm là 3 giờ sáng gõ cửa Trúc Lâm đại sư. Và khi mở cửa ra là Trúc mà nửa đêm nửa hôm mà Nga lên đây làm cái gì? Và bạch hòa thượng có muốn lên đây làm Phật tu hành thành Phật cũng tham làm vua thượng. Thì trong hoàn cảnh hết sức như vậy. Thì trong khi đó trước sân chùa cảm rừng trúc về đuốc sáng ngơi, trong thủ đô hẹt vang nước Đại Việt, 1 giờ 1 phút 1 giây cũng thể thiếu vua. Cũng có vua lần loan lên đó, đã phải bỏ họ Lý rồi. Cho nên bề hà phải máu mau về kinh thành gấp. Nếu bề hà không về, bề hà đi đến đâu thì kinh thành mọc lên tại đó. Và Trần Thủ Đô nói là làm á, mà đọc sự thầy Trần Thủ Đô là dân trai biên vò tại này là quyết đoạn số 1 trong lịch sử, nói là làm và làm thì không tỉnh là dứt điểm chứ không có bằng lòng chuyện này chuyện kia. Ông người lý tịnh như vậy, ông người tình cảm dứt khỏi quan trình ti là vì vậy. Bây giờ đặt vô một tình huống là quốc sư phải có trí tuệ mà lý giải được cái chuyện này, phải không? Lý giải được chuyện này. Một bên thì bàn, một bên là vừa học trò, một bên là quốc gia đại sự cũng Trần Thủ Đô đối phó đó phải vậy. Là chúng ta thấy những cái trí tuệ, những vị thiên sư lúc nào họ cũng có những cái giải pháp và thỏa thuận cả hai bên. Và nếu bây giờ để cho ông này tu ở đây Trúc Lâm này biển thanh kính thanh thì sao? Tưởng bên này nữa. Nếu bây giờ nước Đại Việt không thể thiếu vua một ngày một giờ một phút, mà trong trường hợp ngài không về thì bệ hạ đi đến đâu kính thanh mọc lên tại đó. Ông nói ông phải tìm cách dò dầm ông là thật để đưa một vị lên ngôi rồi đâu phải dễ, mà mở ra một triều đại rồi mà không nói thuộc lại thuộc lũi để đâu được. Cho nên là giải pháp nằm trong tay thiền sư. Cho nên là khi nói nghe hai bên nói như vậy, bên mong muốn làm Phật, bên thì muốn đưa vua về, thì ngài thiền sư Trúc Lâm bây giờ đưa ra giải pháp. Và quay qua ông nói vì tăng thầy tám thưa bệ hạ, ngài nói lên đây để làm thành Phật thì nói trong núi vốn không có Phật, Phật ở trong tâm là sơn vô bản Phật, thì ở trong núi vốn có Phật. Phật tại tâm, tức thì tại tâm, Phật ở trong tâm. Như vậy đây là một quan điểm mới được định hình này. Phật ở trong, trong tâm chứng bài Phật ở ngoài, ngoài nữa. Đó câu thứ nhất. Nếu bề hà muốn làm Phật á, thì hãy quay về thành Thăng Long. Ngoài thì giờ giải quyết việc quốc sự, tức là việc nước này, thì giờ con rảnh rồi, ngài hãy thám thiền học đạo. Thám thiền học đạo.
long lằng ma biết thì đó chính là Phật thật. Tức là tham này học đạo cho đến khi long lằng ma biết thì đó là Phật. Tức là tham này học đạo cho đến khi tâm tịch nhi tri thì danh chân Phật. Tâm tịch nhi tri là long lằng ma biết thì danh chân Phật, đó là Phật thật. Thì ý nói rằng chi, trong lòng mọi người ai cũng có ông Phật tiêm bằng hệ đó. Bây giờ lòng lặng nghĩa là lòng đừng còn hám muộn gì cả, buông xả tất cả, phải không? Lòng mình lúc nào như cơn sóng dữ trong lòng, hám cái này thích cái kia, hám muộn. Lòng lặng mà biết. Như vậy đấy, chúng ta thấy một quan điểm về Phật cũng rất mới, bất tuyệt đạo chưa có. Tuyệt đó kinh điển có đề tất thiệt chúng sanh giai của Phật tánh, ai không có Phật tánh ở trong lòng. Nhưng để cho cái Phật tánh đó nó hiện lộ ra, có thể nắm bắt được, có thể nhìn thấy được, có thể cụ thể hóa được, thì quốc sư viên chứng là nói một cách cụ thể. Ông Phật ở trong tâm đó là gì? Đó là điều kiện là gì? Đó là long lằng ma biệt. Long lằng là định mà biết là tuệ ha. Nhưng mà để cho cái long lằng là cực kỳ rất khó, phải không? Để mà làm cho lòng mình lặng, đừng có hám muốn, đừng có vọng tưởng thì cực kỳ hết sức là khó. Cho nên trong vai trò vị vua của Tăng Thái Tông, quốc sư Trúc Lâm mới đưa lên một tiêu chí nữa để có long lằng trong vai trò một vị vua là ông làm vua thì ông phải lấy quan điểm lên đây này, phải lấy tấm thiên hạ làm tấm của mình, lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình. Tức là định danh cho một vị cúng vương, phàm là một đấng cúng vương phải lấy tấm thiên hạ làm tấm của mình, lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình. Đó là điều kiện vai trò vị vua để trở thành vị Phật á, thì phải làm được vậy. Lòng mới lặng. Kịp chưa? Dài vắng, dài sự, dài tư tưởng nên ngỏ nhiều. Và sau khi nhận được các yếu chỉ nói trên thì Trần Thái Tông đã nghe lời và trở về thành Thăng Long. Trở về thành Thăng Long. Vừa làm vua và đồng thời vừa làm thiền sư. Làm vua vừa làm thiền sư. Ông đã thỉnh cầu nhiều vị cáo tăng Trung Hoa, vị vũ tiêu biểu ngài Đức Thành là về giảng đạo cho ông. Và cuối cùng ông còn ngộ đạo. Ông trì tụng kinh Kim Cang nhiều là hàng trăm lần, hàng nghìn lần, đến đoàn ứng bố sở trụ dưới sanh kỳ tâm. Và ông cũng hoặc như ngộ đạo. Hàng trăm hàng nghìn lần kính kim cương. Đúng đây, mà vì đọc cái tôi bài này ông đọc kỳ này, tỉnh nắng đồng của Phật giáo Việt Nam á.
ba nay này, ba nay cũng cua cũng to liều này, tỉnh nắng đông hôm nay mẹ về không nắm được cơ bản. Trong bài nào đúng lên cũng bởi vì mà đọc kỹ hết nó vô đúng đau á. Đến cái thi ra xoay qua xoay về là con có ý tưởng nữa việc. Như vậy á, một cái quan điểm về sự thành Phật đầu tiên của người Việt á, trong bối cảnh đất nước độc lập tự chủ là khá rõ ràng. Điều kiện để thành Phật đó là lòng lặng mà biết đó là Phật thật. Còn cái câu trên á là ông dạy cho ông vua, vì ông vua là vai trò cực kỳ quan trọng. Phàm làm đấng cúng vương phải lấy tấm thiên hạ làm tấm của mình, lấy ý muốn thiên hạ làm ý muốn của mình. Thế thì á, giữa cuộc đời em nghiệm là này, làm được về tấm Bồ Tát không? Quá khó. Giữa đời này chính người mới ý nào, vai trò một ông vua mà lấy tấm thiên hạ, thiên hạ giữa đời này biết bao nhiêu tấm đúng không? Phải hợp lòng dân, lấy tấm thiên hạ làm tấm của mình. Tấm thiên hạ như thế nào, ông phải chiều, ông phải ứng xử sao để được lòng dân, để nắm được cái tấm thiên hạ muốn cái gì, số đông muốn cái gì, muốn hạnh phúc khoái lòng muốn cái gì. À, muốn tự chủ là muốn khổ đau mà nằm. Còn lại ý muốn của thiên hạ, cái khát khao của thiên hạ là cái gì? Nào, ông phải làm vai trò ông rất lớn. Làm được vậy hóa ra Bồ Tát. Chứ mình bị nghiêm lại trong một gia đình, người vì làm cha, mà vì mình nằm ý muốn con cái mình muốn cái gì chứ? Mùa học y khoa mình bị bắt học cá hạ cũng đang học được đó. Nói đó nghe đó là mình phải nắm cái tấm thức của nó, cái nào mình mới truyền biện hóa nó mới được chứ không có ngủ nghịch với mình. Cho nên tách con cài cũng được, tách mình là chính. Mình thường làm không cho người cha hay con bé cho người cha hay mà. Cho nên á, quả thật tân thải tâm ông ngộ đạo. Ngộ đạo xong rồi ông lại là gì? Thực thi một việc đỡ gia lý con để lại là xây dựng nước Đại Việt từ trụ trên mặt tín ngưỡng tâm tâm linh. Mà hẳn nhiên ông khát khao xây dựng một thiên phái mới trên cơ sở các dòng thiên đã sinh hoạt và sinh hoạt thiên phái Trúc Lâm là một thiên phái mới mà ông chưa đặt tên. Nhưng mà trong cương lĩnh á, trong thiên tâm chỉ Nam ông đã viết ra rồi. Và ông dành tròn cả cuộc đời của mình còn lại, ông vai trò Thái Thượng Hoàng, ông viết những tác phẩm kinh điển thiên tâm chỉ Nam từ thiên tâm chỉ Nam, tức là kim chỉ Nam hành thiền cùng dâm thiền mới. Ông sửa soạn và ông chưa thực hiện được thì ông đập bắn hà. Thiền tóm chỉ Nam rồi kim cương 80 là nói về Phật giả.
Đôi lục thời sạm hội khóa nghi là phép sạm hội sạo thời. Đôi bình đẳng sạm hội khóa nghi tự bình đẳng sám hối khóa nghi những cung kính như thế. Tòa thiên luận niệm Phật luận tất cả để rồi căng thẳng tâm là vì vua thứ hai đời nhà nhà Trần cùng với tuệ trung thượng sĩ tiếp tục đặt nền tảng cho một thiền phái mới ra đời, và cuối cùng người cháu nội của ông đã hiện thực hóa và hình thành thiền phái Trúc Lâm. Trần Nhân Tông đã từ bỏ ngai vàng vào núi Yên Tử tu 12 năm khổ hạnh Đầu Đà, rồi sau đó ngài tư duy thiền định dưới gốc cây tùng 49 ngày đêm, rồi cuối cùng trở thành vị Phật đầu tiên của Việt Nam với danh hiệu Nam Mô Biện Chiểu Thiên Phật, và được dân tộc ta tôn vinh là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, tổ sư thiền phái Trúc Lâm đầu tiên. Như vậy dòng thiền này ra đời trong bối cảnh lịch sử đất nước độc lập tự chủ trên mọi phương diện, và chủ trương không vòng ngoài, không lệ thuộc ngoài, mà người Việt cần độc lập tự chủ, cho nên đã nuôi ý chí, đã kết tinh ra một vị Phật của một vị tổ sư thiền mang dòng máu Việt, và còn hướng đi tư tưởng riêng, là tư tưởng riêng. Thiền phái Trúc Lâm này với quan điểm là Phật tại tâm, lòng lặng mà biết, cho nên tất đây là điều kiện cần và đủ tốt nhất, và ai cũng có khả năng trở thành vị Phật ở giữa đời này. Chỉ cần lòng lặng mà biết đó là Phật. Cho nên đến thời điểm này thì cái dòng thiền này có số lượng thành viên đông nhất trong lịch sử, và tuyên ngôn dòng thiền này cũng rất khỏe, bất luận là tăng hay tục, nam hay nữ, nhà hay trẻ, xuất gia hay tại gia, chỉ cần biện tâm là kiện tạm thành Phật. Biện tâm có nghĩa là rửa tâm, giữ tâm trong sạch là đều có khả năng thành Phật. Và như vậy chúng ta thấy dòng thiền này mới ra đời trong hào khí đánh được ba lần đánh tán của Nguyên Mông, trong hào khí Đông A rực rỡ như vậy, và họ trở về với Phật, với Pháp, với Tăng vô cùng động lực. Quan điểm của dòng thiền này là Phật tại tâm, Phật tại tâm, Phật và chúng sanh không khác, và đỉnh cao của nó đó là cứ trần lạc đạo, ở đời với đạo hãy tùy duyên,
đợi thì ăn mệt ngủ liền. Trong nhà có của thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm hỏi trí thiền. Như vậy cứ trong lạc đạo gì để tìm kiếm hạnh phúc ngay giữa quả đời thật này. Ngay quả đời không phải đâu sợ. Mà hạnh phúc tối thiểu nhất đầu tiên đó là cơm áo gạo tiền phải đầy đủ với tu hành thoải mái. Đói có cả để mang, mệt tiền phải có cơ hội để mà ngủ. Bây giờ thời hiện đại cho đến giờ chưa làm chưa được ý đó. Cái đều cơ bản mệt chứ có dám ngủ không? Đâu ngủ. Cha mẹ ai mà lo thức đêm thức hôm, nghỉ ngày mai đậm tiền học phí cho con mà lo thức cả đêm. Tay làm 8 tiếng nó còn làm bằng đêm, dư dả ra một chút. Đâu phải ai dễ dàng mở tủ lạnh ra mà có đồ trong tủ lạnh lễ mà ăn. Đang đi làm đưa về và bỏ vô đó mới được. Thế nên từ khi mở cái tủ lạnh ra lấy đồ ra ăn, lấy dây ua ra ăn là ông đã phải trả cái giá hạ đặc đỏ phải. Cũng cay xấu của vâng. Đôi khi là phải giữ ra mua dây ua về để tủ lạnh. Mua lâu được nó không biết chứ để tủ lạnh đâu mà được vậy. Vâng. Thế nên phải nghiện lời dạy. Vâng. Tứ sự bốn nhu cầu cần thì có người ăn mặc ngủ nghỉ là phải đầy đủ rồi định chuyển tu thiền, ha, đổi cảnh vô tâm hỏi chỉ thiền, đó là cấu kết. Khi tâm mà vô tâm rồi ấy, thì cần chỉ thiền nữa, ha, mình ngồi đào rồi thì như hơi thở vốn có, lìa hơi thở mới quan trọng. Mình sống chân thật, sống thiền rồi thì cái điều ác đâu cần đặt ra vấn đề gì nữa. Vì cái có ăn trộm, có trộm cắp mình để bay ra cái cách chống ăn trộm, phòng ngừa ăn trộm. Còn mọi người đều chân thật rồi thì ngay sắm một khóa khóa chiếc xe anh chị, ngay có nhu cầu lấy cái đó thì ngài chậm, ngài bày ra xin chi. Mày vì đâu mà có đi du lịch Đài Loan làm thể xe đạp để ngơ gơ giữa đường rồi qua lại đó. Cũng còn cái chú cậu lại xe đạp. Cho nên khi mình sống thật, có trí tuệ ngộ đạo rồi thì cũng hỏi thiền chi này, đặt vấn đề thiền chi. Vì tâm mình bất an, bất định mới tập trung thiền định, để cho tâm an, để cho không định. Cho nên là cứ trang lạc đạo là thể dạy Phật quốc, thể dạy tình độ cũng nằm nơi đây. Trên trong việc kính đức thoải mái, tình độ là lòng trống sạch. Mưa của cầu gì về Tây Phương thế giới tình độ là lòng, là lòng trống sạch. Mơ màng gì về tình độ mà Di Đà từ tận sáng soi. Mưa về chi cực lạc, nghĩ về cực lạc chi. Chẳng cần cầu về cực lạc, tình độ lòng trống sạch thì cần gì hỏi Tây Phương. Di Đà từ tận sáng soi thì cần gì về thế giới cực lạc. Đó, hai câu này tôi đã ra tìm xin chính quý là tôi đã ra thi hai câu này rồi. Hay là sống giữa thân thì nơi đây ai ham muộn hết á, đó tâm ham muộn chứ mày vì muộn thứ ông về làm, mày vì vô siêu thị là mày vì biết mình ham mày chi, mình ham mày chi đi muộn như cái gì cứ tại rơ quái hết. Vô siêu thị là hàng màu mà toàn mới hết, quảng cáo mới hết, đó
Đại duyên thích rơ hết cỏ tivi 32 inch thì 42 inch to đẹp hơn ưa tẩy rơ cái ưa đẹp về nhà cái. Thì tắm há muộn mà mình không bao giờ ngưng hết á. Rồi còn cạo nó đánh vào cái tâm lý đó không ngừng phát triển những mẫu mã mới. Tôi thấy là mê, thấy là thích, thích mà không có tiền. Tôi nên cũng lồn lúi lồn tệ vai vong, nằm cho được, rơ cho được, rồi đi về, lần sau có chục tiền ra ngậm lại, rơ tiếp, có từ giảm giá hay không? Chưa giảm giá đi về tiếp, hoặc đi thích quá thì đi vai đi mượn cho đủ, để tệ một trình về. Nó tâm ham muốn, mà ham muốn là khổ rồi, thật là ham muốn là khổ. Cho nên là ngài ông già ông cáo mình ngồi thanh thì nết dùng sơn lâm, sống ở thanh thì nhưng mà tạnh hành của mình giống như người ẩn trên rừng á, không có chỉ cả thấy cây vì cỏ lâm nhiều xuống hẳn ham muộn nữa. Mày vì về thôn quê là mày vì thầy bậc ham muộn đó phải không? Lâu lâu về làng về làng lần à, về quê lần về miền Tây sống sống miền nước thầy bên này cái diện với cái gốc đa lui tờ chi rồi cảnh đông ruộng thẳng bứng thấy trời mít thích trời mít thấy tiêu đủ rồi thôi hẳn còn chỉ điểm mà ở người mình dìu xuống lên cái môi trường tu tập hết sức quan trọng mà. Cho nên ngài mà dạy mình ngồi thanh thì nết dùng sớm sơn lâm là vậy. Và gia trần đã hiện thực hóa Phật quốc, mong muốn hiện thực hóa Phật quốc tại quả đời này. Cho nên kinh điển của gia trần nó trở thành là đời sống tu tập vào thời đó đất nước An Lạc. Tuy nhiên cuối thế kỷ thứ 14 gia trần cũng theo quy luật của bản xá lịch sử, các vua cuối cùng cùng ăn chơi rồi cùng xá đọa, để rồi nhà Minh nhìn ngọ qua Đại Việt lúc này là lúc cần thiết để tấn công ồ ạt, và họ Trần suy yếu thế rồi họ Mạc lên là hậu Trần, rồi sau họ Mạc rồi nhà hậu Lê lên, đất nước lại phấn tranh tiếp tục. À, sau khi Nguyễn Huệ đánh tan nhà Minh và Bình Ngô Đại Cảo ra đời đó, thầm mở ra một triều đại lịch sử mới, cùng việc Bình Ngô Đại Cảo với nước Đại Việt ta từ trước bổ sung nền văn hiện đã lâu, phong tục Bắc Nam còn khác vân vân, để rồi nhà sau đó đất nước lại phấn tranh trở thành đằng trong đằng ngoài. Đằng ngoài thì họ Trịnh Năm, đằng trong thì họ Nguyễn Năm, và Phật giáo lúc này cũng chia thành hai đàng, đằng trong đàng đằng ngoài. Nhu cầu Phật giáo bây giờ chùa Trịnh và chùa Nguyễn cũng đua nhau thỉnh cầu các vị sư Trung Hoa vào, và như vậy nước ta lại có thêm các dòng thiền mới nữa, đó là dòng thiền Lâm Tế ở đằng trong và đằng ngoài, và dòng thiền Tào Đồng. Hai dòng thiền này rồi cùng hơi hướng từ Trung Hoa qua, và như thế Phật giáo Lê Nguyện, thời Lê Nguyện lại là Phật giáo của hai dòng thiền nội cồn đó, đó là ngài, đó là dòng thiền Lâm Tế và dòng thiền Tào Đồng duy trì cho đến bây giờ, cho đến khi nhà Nguyễn sụp đổ Pháp vào, đất nước lại cũng bị chia đôi ra hai từ năm 1945. Bên bờ bên hải Hiền Lương làm ranh giới, là như vậy miền Bắc một chế độ, miền Nam một chế độ.
Hội nghị Phật giáo thống nhất toàn quốc 1951 tại ngôi chùa Tư Đàm lịch sử. Vậy là thống nhất Phật giáo lấy tên là Tổng hội Phật giáo Việt Nam. Chỉ được vài năm rồi đất nước cũng rơi vô tình trạng phân hóa. Miền Bắc tiến lên xã hội chủ nghĩa, miền Nam còn chế độ bên này. Và miền Nam là có giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Còn bên ngoài Bắc cũng là Tổng hội Phật giáo Việt Nam. Để rồi đất nước thống nhất sau sự kiện 1975, 1981 dưới chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc. Đây là thời điểm đất nước thống nhất tròn vẹn hai miền và Phật giáo trở thành ngôi nhà chung và thành lập giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời tại thủ đô Hà Nội vào ngày 1980, để rồi năm ngoái 2016 là kỷ niệm 35 năm thành lập giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đó. Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày nay có hai hội đồng lãnh đạo, đó là hội đồng chứng minh và hội đồng trị sự, và đã được cấp hành chánh có ba cấp: giáo hội trung ương, giáo hội cấp địa phương là tỉnh thành, rồi đến giáo hội quận huyện và ba cấp đơn vị hành chánh. Có 13 ban ngành riêng, ban giáo hội, ban tăng ni trung ương, ban giáo dục tăng ni trung ương, ban tăng sự trung ương, ban giáo dục tăng ni trung ương, ban văn hóa trung ương, ban văn hóa trung ương, ban từ thiện trung ương, ban tài chánh trung ương, ban chung 13 ban và một viện, đó là viện nghiên cứu Phật học Việt Nam. Trong 35 năm thành tựu này, chúng ta về mặt ngành giáo dục là có 4 trường đại học Phật giáo và có 32 trường trung cấp Phật học và 9 lớp cao đẳng và vô số lớp sơ cấp Phật học. Hệ thống giáo dục Phật giáo thì đã hoàn thiện đầy đủ và tất cả đều hoạt động trong hiện chương giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và ngày nay về đời sống sinh hoạt học thuật á, thì cũng rất là nảy nở, kinh sách phát triển rất là nhiều, con đời sống tu học tại các cơ sở từ viện cũng rất lớn, ha. Mấy vị là biết rồi, cũng là ngoài chuyện tu tập, mấy vị cũng tham gia từ thiền, in ấn kinh điển vân vân, rồi khóa tu Phật thất, khóa tu niệm Phật, nói chung vô số con đường để chọn lựa cho mình tu học mà. Và giờ vậy đạo Phật ngày càng phát triển và cũng đã đến lúc nghỉ, còn chuyện gì nữa thì chi sau mà tiếp nghỉ ha. Được. Như vậy là đại hệ thống cho về bốn cái đó ha. Này, giờ tiếp đi vô chi tiết ha.